khoan để quay phim. Ừ. Nè, con cá mập con mới nở, còn đây là trứng phôi, nó là nó phát triển ở bên trong nè. Động đậy. Ôi ơi, coi động đậy bên trong nè. Đó, cái đuôi cá nè. Khoan coi nguyên bầy cái này nó cũng động đậy nè. Nhiều quá hả? May ha, nó để gì cho mình coi. Phôi trứng, cái trứng của nó. Mấy con này là bự lắm. Nhìn dễ thương quá.